Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ, bây giờ là gần 8 giờ tối tại Cali các bạn. Ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua là ngày thứ sáu rồi một lần nữa chúng ta lại tới gần cuối tuần và hôm nay đó cũng giống như là những ngày trong tuần này các bạn chúng ta có rất nhiều những tin tức nói chung đó là tin tức cực kỳ nhiều trong thời gian gần đây và tin tức đó ngày hôm nay chúng ta cũng xoay quanh những cái thông tin như là liên quan đến là chủ tịch John Powell của Fed đã nói gì và dẫn đến là chứng khoán đỏ như vậy và nó có ảnh hưởng ra sao đối với lại cái đợt tăng lãi suất kế tiếp hay là sẽ không tăng nữa chúng ta sẽ nói về điều này chúng ta cũng sẽ có một cái thông tin rất là lớn liên quan tới Ethereum ETF muốn chia sẻ với các bạn và nhiều bạn theo dõi giá cũng đã thấy được là giá Ether cũng đã có sự tăng trưởng liên quan đến thông tin Ethereum Spot ETF và chúng ta cũng có cập nhật liên quan tới Bitcoin ETF và một số những tin tức lớn và tôi cũng muốn dành một chút xíu thời gian để mà chia sẻ với các bạn thông qua những gì mà tôi nhìn thấy được trong thị trường trong vòng mấy ngày qua và ngày mai đó, tôi Thuận sẽ không có thể chia sẻ video với các bạn tại vì ngày mai tôi đã Thuận một số công việc nhưng mà chúng ta bây giờ hãy bắt đầu thì chúng ta đã nhìn thấy được là chứng khoán ngày hôm nay đã kết thúc cả ba đều là một màu đỏ các bạn chúng ta nhìn thấy được là đỏ nhất chính là nasdaq giảm 0.94% s&p 500 thì giảm 0.81 và chỉ số dow jones nó sẽ giảm 0.65% một điều mà thường muốn các bạn lưu ý đó là tuy chúng ta thấy hôm nay là một màu đỏ cho thị trường chứng khoán nhưng mà cũng đã tăng liên tục 7-8 ngày rồi sau khi mà có cái lời phát biểu từ fed đến từ cái đợt hợp cách đây khoảng chừng là hai tuần đó thì chứng khoán đã có cái sự khởi sắc tốt hơn nhưng mà hôm nay đó đỏ cũng tại vì chủ tịch John Powell các bạn chúng ta sẽ nói thêm chi tiết một lát nữa thì bây giờ đó pre market thì không thay đổi nhiều chúng ta nhìn thấy được là chỉ số Dow futures thì tăng 0.1 trong khi mà Nasdaq futures thì xuống 0.1% và S&P đó hiện bây giờ thì không có thay đổi và chúng ta có thể nhìn thấy được là hợp đồng của dầu đó ở mức là 75 đô 97 cent thì cũng không thay đổi nhiều các bạn đây là cái mức mà chúng ta thấy đã ổn định trong dòng khoảng chừng là 6 tháng qua rồi. Còn về vàng đó, chúng ta đã thấy được là giảm một chút xíu bây giờ mức là 1964 đô cho một ounce vàng. Crypto đó thì chúng ta thấy tiếp tục có sự tăng trưởng và cho tới bây giờ đó Bitcoin đã mức là 36.770 và hồi sáng này đã có một thời gian ngắn Bitcoin đã lên gần 38.000 đô các bạn. Chúng ta sẽ nói thêm về Bitcoin và Ethereum một lát nữa tại vì Ether các bạn thấy được bây giờ đã là 2.117 đô rồi nói tới những gì xảy ra ngày hôm nay ảnh hưởng đến chứng khoán hoa kỳ và tình hình kinh tế nói chung đó chúng ta sẽ nói về lời phát biểu của chủ tịch john powell các bạn thì nói chung hôm nay chủ tịch john powell đã chia sẻ là chúng tôi không tự tin là đã thực hiện đủ các biện pháp để hạ thấp lạm phát. Và để thường chia sẻ chi tiết hơn với các bạn, rồi chúng ta sẽ nói những điều này coi nghĩa như thế nào. Và khi chia sẻ, các bạn sẽ thấy được là rất nhiều những cái giọng điệu nó cũng tương tự như là như chúng ta đã nhận được các bạn. Và thông tin cũng không có gì khác biệt. Để thường chia sẻ rồi chúng ta sẽ nói thêm. Các bạn thấy được là tóm tắt bài phát biểu của Chủ tịch John Powell ngày hôm nay. Thì thứ nhất đó là ông nói là Fed cam kết thắt chặt chính sách tiền tệ để đưa lạm phát xuống 2% theo thời gian. Chúng tôi không tự tin là chúng tôi đã đạt được điều đó. Thứ nhì, ông nói là các đồng nghiệp và tôi cảm thấy hài lòng bởi những tiến bộ về lạm phát, nhưng mà quá trình đưa lạm phát ổn định xuống 2% là một chặng đường dài phía trước. Cái đó đó thì ông nói là tuy nhiên nhấn mạnh là Fed sẽ cẩn trọng vì rủi ro giữa việc siết chặt quá nhiều hoặc quá ít đều có thể xảy ra nếu việc thắt chặt chính sách hơn trở nên cần thiết và phù hợp đó chúng tôi sẽ không ngần ngại thực hiện điều đó chúng tôi sẽ tiếp tục tiến tới một cách cẩn thận qua đó cho phép chúng tôi giải quyết rủi ro ra quyết định sai lầm bởi vài tháng dữ liệu tốt và rủi ro của việc thắt chặt quá mức Chủ tịch John Powell cũng lưu ý về sự phát triển của nền kinh tế và nhấn mạnh là GDP của quý 3 đã tổng sản lượng quốc nội của quý 3 tăng trưởng khá mạnh ở mức là 4,9%. Cái phần trăm tăng trưởng này đây là cao hơn cả ước tính được các bạn và cao rất nhiều so với lại quý 2. Và kỳ vọng đó là nền kinh tế sẽ tăng nhẹ trong những quý tới. Và Fed lưu ý là GDP tăng trưởng mạnh hơn dự kiến có thể làm suy yếu cuộc chiến chống lạm phát và đòi hỏi là Fed phải phản ứng với chính sách tiền tệ Cuối cùng đó, thì chủ tịch John Powell đã nói là còn quá sớm để nói về việc tăng lãi suất là chuyện của quá khứ các bạn thấy được là đây là một bài phát biểu rất là dịu hâu đến từ chủ tịch John Powell khác nhiều so với giọng điệu cái tỷ chỉ hai tuần thì tại sao vậy các bạn trước hết các bạn sẽ thấy được những thông tin chia sẻ không có gì mới mẻ hết á nhiều bạn cũng nói là tại sao mà chủ tịch John Powell giống như là một cái con robot cứ lập tập lui cùng một thông điệp như vậy và nói chung nên thì không có nói rõ là sẽ tăng hay là không tăng nữa cứ nói lưng chừng là có thể sẽ tăng hay là không cần tăng nữa cứ nói lưng chừng mà không có chỉ rõ xu hướng thì làm những người cũng khá là bực mình các bạn nhưng mà thật ra những gì mà chủ tịch John Paul làm mà đều có lý do hết tại vì đó ông là một người mà có cái tư tưởng như thế này ông nghĩ phần trăm lạm phát đó thì đến từ nhiều cái yếu tố khác nhau giống như là lúc có dịch bệnh đó, thì ông nghĩ là đó là yếu tố lớn dẫn đến lạm phát tại vì cái chủ cung ứng hàng hóa nó bị gián đoạn. Nhưng mà bây giờ da John Pao thì có cái lòng tin vững chắc là lý do tại sao mà phần trăm lạm phát tiếp tục không xuống nhanh như ông muốn là tại vì người ta vẫn chi tiêu nhiều và ông muốn người dân chi tiêu ít lại cho nên ông sẽ luôn lập đập lại những thông tin này. Mỗi lần mà ông thấy là thị trường nó giống như là lạc quan hơn nói là ok fed đã ngưng tăng lãi suất rồi hay là sẽ không tăng nữa hay là giữa năm sau sẽ giảm lãi suất thì chủ tịch john Powell không muốn thích tôi các bạn tại vì ông nghĩ là cái sự lạc quan đó sẽ dẫn đến là chi tiêu nhiều hơn dẫn đến lạm phát lại tăng ngược trở lại tại vì ông nghĩ điều quan trọng nhất là người dân không thể có ý nghĩ gì khác ngoại trừ là fed chắc chắn sẽ thành công, đẩy lùi lạm phát và có thể hy sinh rất nhiều để đẩy lùi lạm phát. Chỉ như vậy người dân mới bắt đầu tiết kiệm và không chi tiêu nữa thì lạm phát mới thực sự được quản lý. Cho nên các bạn thấy được là mỗi lần có chút xíu lạc quan thôi đó thì chúng ta thấy được là John Powell sẽ không quên nhấn mạnh một số điều trong cái cuộc họp báo sau đó hay là trong bài phát biểu sau đó các bạn để cho mọi người lúc nào cũng trong cái trạng thái là lo lắng sẽ có thêm một cái sự tăng lãi suất nữa. Lần này cũng không ngoại lợi các bạn. Nói chung đó thì cái đây 2 tuần Giọng điệu đã ôn hòa bầu câu hơn Thì ngày hôm nay đây giọng điệu của lại đã nhiều hầu hơn để mà cân bằng lại các bạn Nói chung đó, thì bài phát biểu này cũng không có thay đổi suy nghĩ của thị trường liên quan đến cuộc họp vào tháng 12 Vào ngày 13 tháng 12 các bạn Ngay bây giờ để chúng ta có hơn 90% vẫn nghiêng về là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất Chỉ có 9.3% nghĩ là Fed sẽ tăng lãi suất mà thôi Phần lớn vẫn nghĩ là Fed sẽ không tiếp tục tăng lãi suất nữa và chúng ta thấy được là cho dù như vậy đó chứng khoán ngày hôm nay đó cũng đã phản ứng một cái cách tiêu cực các bạn giảm so với lại ngày trước đó nhưng mà chúng ta cũng đã biết là chứng khoán cũng đã có cái sự hồi phục liên tục 7-8 ngày rồi Nói chung ra thì những gì mà Chủ tịch John Powell nói rất rõ ràng là không có cái sự ảnh hưởng đối với lại thị trường Bitcoin các bạn và crypto nói chung. Chúng ta cũng đã nói tới rất là nhiều. Khi mà chúng ta nằm trong thời điểm downtrend thì bất cứ thông tin xấu nào cũng dẫn đến giá xuống. Mà thông tin tốt thì không hề hứng gì các bạn. Nhưng mà khi mà chúng ta trong cái thời điểm uptrend lạc quan hơn đó thì tin tức xấu cũng không ảnh hưởng lớn mà tin tức tốt lại ảnh hưởng rất là tốt đối với giá cả các bạn dẫn đến giá cả tăng trưởng chúng ta có thể nghĩ như thế này một đó là các bạn nghĩ cái sự tương quan giữa thị trường chứng khoán và Bitcoin nó bây giờ hầu như là không còn nữa vì những lý do tôi đã từng chia sẻ trước đây với các bạn. Tại vì bây giờ chúng ta thật sự chỉ còn những hodler còn lại trong thị trường này mà thôi. Tại vì chúng ta đã trải qua một năm 2022 cực kỳ khốc liệt và rất nhiều người đã rời khỏi rồi. Đó là một cách suy nghĩ, một cách khác nữa. Có thể chúng ta đã bắt đầu một cái đợt uptrend rồi cho nên những tin tức xấu đi mà tới lãi suất không ảnh hưởng đến giá của Bitcoin nữa. Các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới. Nhưng mà cho dù các bạn nghĩ sao đi nữa đó thì sự thật là giá Bitcoin không bị ảnh hưởng bởi những cái sự chia sẻ bởi Fed các bạn. Hôm nay chúng ta thấy được là giá tiếp tục tăng trưởng so với lúc mà thường làm video ngày hôm qua. Và hồi sáng này đã có thời điểm tăng lên tới gần 38.000 đô các bạn. 37.900 đô rồi sau đó chúng ta thấy được là giá đã giảm xuống từ cái mức đó, từ cái mức là gần 38.000 đô giảm xuống còn khoảng chừng là 35.600 đô. Thì nhiều bạn cũng lo lắng nói là wow, Bitcoin sập rồi các bạn. Nhưng mà thật ra có thể là rất nhiều bạn xem đến 15 phút hay gì đó. Tại vì nếu như các bạn zoom ra đó xem đến ngày, thì uh, các bạn nhìn vào biểu đồ này thì làm sao đó là Bitcoin sập được các bạn. Chúng ta thấy Bitcoin đã tăng trưởng liên tục từ khoảng giữa tháng 10 tới bây giờ rồi. Chứ đâu có chuyện Bitcoin sập được các bạn. Bitcoin trên căn bản uh, chưa có một cái sự hồi phục nào đáng kể từ khi mà tăng ở cái mức là 26.800 đô vào ngày 15 tháng 10 cho tới bây giờ vẫn chưa chứng kiến bất cứ một cái đợt điều chỉnh nào là đáng kể hết các bạn. Và bây giờ đã Bitcoin đã trở lại cái mức là 36.762. Chúng ta sẽ nói thêm về Bitcoin một lát nữa tại vì chúng ta hãy chuyển qua để nói tới thông tin lớn ngày hôm nay đó chính là liên quan tới Ethereum. Hồi sáng nay đã thường có chia sẻ với các bạn là có một số người cũng đã theo dõi những cái trang web mà đăng ký thương hiệu và phần lớn đó họ đăng ký ở Delaware các bạn vì lý do pháp lý thì một số người đã nhận ra được là wow có một cái thương hiệu được đăng ký có tên là iShares Ethereum Trust. iShares là công ty của ai các bạn đã nhớ rồi, đó chính là công ty của BlackRock các bạn. Khi mà BlackRock phát hành ETF đó, thì họ sẽ phát hành dưới cái tên là iShares. Thì đây đã là cái bước đầu tiên để có thể có Ethereum Spot ETF tại vì đã đăng ký thương hiệu rồi. Cái này là cái thông tin chúng ta nhận được hồi sáng nay khi mà thuận thức dậy và nhiều người cho đây là cái bước đầu tiên tại vì chỉ 7 ngày sau khi mà đăng ký thương hiệu iShares Bitcoin đó thì BlackRock đã chính thức nộp đơn để có Bitcoin Spot ETF lần này họ đăng ký thương hiệu iShares Ethereum thì có phải họ cũng chuẩn bị để mà để đơn để có Ethereum Spot ETF hay là không thì lúc này đã mọi thứ chỉ là tin đồn thôi các bạn có thể là họ đăng ký trước hay là có thể là họ để đó rồi mấy tháng sau họ mới À, bắt đầu rồi đẩy đơn sau khi mà được duyệt Bitcoin Smart ETF hay là nhiều người cho là sẽ không có chuyện đó đâu. Đây chỉ là một cái gì đó họ để đó để lỡ như sau này cần thiết mà thôi. Nhưng mà các bạn đã thấy được là rất nhanh chóng trong ngày hôm nay luôn. Boom các bạn, BlackRock đã chính thức đệ đơn để có Ethereum Smart ETF. Và không những là BlackRock chúng ta thì được là chúng ta còn có những cái quỹ khác nữa. Chúng ta có VanEck, chúng ta có ARK Invest, Hasdex, Invesco và Grayscale cũng đã để đơn để mà đổi cái quỹ ethereum trust của họ trở thành ethereum spot etf các bạn đây là cái thông tin đến từ bloomberg thì chúng ta cũng đã thấy được là rất nhanh chóng luôn không cần phải chờ đến 7 ngày trong ngày hôm nay thôi nhưng mà cũng nghĩ là có phải tại vì nhiều người phát hiện ra là blackrock đã đăng ký thương hiệu cho nên hôm nay blackrock nói là ok mọi người đã biết rồi thì bây giờ đệ đơn luôn đi có phải là như vậy hay không hay là tại vì họ đã có sự chuẩn bị là hôm nay là ngày mà họ sẽ chính thức đệ đơn nhưng mà chúng ta cũng đã thấy là bây giờ đã lại mở ra một cái sự kiện mới, đó chính là bây giờ chúng ta vẫn chưa có Bitcoin Spot ETF và cái sự hứng thú và cái kỳ vọng để có được Bitcoin Spot ETF đang rất là cao. Bây giờ chuyển qua, chúng ta lại muốn thấy có Ethereum Spot ETF và chúng ta cũng đã nhớ tương tự như là Bitcoin, SEC cũng đã chấp thuận Ethereum Futures ETF các bạn. Thì nếu như mà chúng ta cùng một logic đó đó, nếu như đã có cái sản phẩm Ethereum Futures ETF rồi dựa theo hợp đồng tương lai thì tại sao lại không thể có Ethereum Spot ETF? như là phải có Ether thật sự trong cái quỹ này. Chúng ta đã thấy là cái sự hào hứng nó đã tăng như thế nào. Dẫn đến là chúng ta thấy là giá của Ethereum bây giờ đã mức là 2.119 cho bạn. Ngày hôm nay đã tăng 10.5% dựa theo CoinGecko trong khi mà Bitcoin đó thì tăng 0.9% và nói chung nó khi các bạn nhìn vào những cái altcoin ngày hôm nay thì các bạn thấy được là có xanh có đỏ nói chung nó là một số altcoin thì cũng đã nghỉ ngơi một chút nhưng mà vẫn có những altcoin tiếp tục tăng trưởng các bạn chúng ta không chỉ riêng là thấy Ethereum tăng trưởng chúng ta cũng đã thấy được là trong vòng một tuần qua cũng đừng quên là Solana cũng đã tăng trưởng rất là nhiều các bạn hôm nay vẫn tăng 7.9% và một tuần qua đã tăng 22% rồi các bạn chúng ta cũng có Polygon hôm nay tăng 5.7% các bạn một tuần qua tăng gần 30% và Chainlink Tuy hôm nay các bạn thấy được là giảm 0.9%, giảm một chút xíu nhưng mà một tuần qua đã tăng 32.7% rồi. Và không chỉ riêng là những đồng đó chúng ta có FTT các bạn, đây là đồng của FTX. Hôm nay cũng đã tăng 57%. Thì tại sao các bạn? Tại vì chúng ta có một cái comment, một cái bình luận đến từ Chủ tịch Gary Chancellor của SEC. Không biết tại sao ông ta lại ra quyết định để bình luận về sàn FTX. Chúng ta cũng đã biết là sàn FTX bây giờ đó thì họ là một mặt là đang khai bị phá sản một mặt khác là thì sang free cũng đã bị kết án là các bạn hai cái này nó khác nhau tại vì salmon free đã từ bỏ cái chức ceo của sàn ftx rồi các bạn chúng ta đã có một ceo mới còn cái chuyện của salmon free là cái chuyện lừa đảo là cái chuyện đó sẽ được xử trong vòng một hai tháng nữa khi mà tòa án chính thức phán là sẽ ở tù bao nhiêu năm. Nhưng mà ngược lại đó ở bên sàn FTX thì họ vẫn phải tiếp tục hoạt động để tìm cách trả tiền cho những nạn nhân. Bây giờ đó thì chúng ta cũng đã nghe nói là sàn FTX có thể là sẽ trả một phần tiền. Phần còn lại đó thì họ sẽ bán sàn của họ, thương hiệu của họ tất cả cho một ai đó. Và đang có tin đồn đó là cựu chủ tịch của sàn chứng khoán New York có thể là một trong ba người mà đang đấu giá để mua lại sàn FTX. Thường cũng không biết là bây giờ họ còn tài sản gì các bạn và thật ra cái thương hiệu FTX có còn đáng giá hay là không. Nhưng mà nói chung đó, thì sau khi nghe thông tin này thì Chủ tịch Gary Gensler nói là nếu như mà cựu Chủ tịch của sàn chứng khoán New York là Tom Farley mua lại sàn FTX đó, thì ông cũng ủng hộ điều này miễn là tiếp tục hoạt động theo luật hiện hành mà thôi Không biết có phải vì lý do này hay không mà chúng ta đã thấy được là FTT đã tăng 55.3% dựa theo Crypto Bubbles. Chúng ta cũng có một cái thông tin khác nữa các bạn. Chúng ta cũng đã biết là gần đây da Chainlink cũng đã có một cái sự tăng trưởng như thường nói là trong vòng một tuần qua đã tăng 32.7%. Thì có một người đã để ý đó là chúng ta cũng đã biết là Rayscale họ có những cái quỹ uh, Rayscale Trust. Cái quỹ lớn nhất chúng ta biết đó chính là Rayscale Bitcoin Trust mà họ muốn chuyển đổi thành ETF. Chúng ta cũng đã biết họ có cái quỹ Ethereum muốn chuyển thành Ethereum ETF. Họ cũng có những cái quỹ khác như, như là quỹ Chainlink. Thì chúng ta cũng đã thấy được là cái quỹ Chainlink cổ phiếu liên quan tới quỹ này hiện bây giờ đang giao dịch với cái mức giá trong một thời gian đó là cao hơn cái mức giá của đồng liên trên thị trường tới hai phần trăm các bạn có nghĩa là có một đơn vị nào đó vì một lý do nào đó có thể là pháp lý các bạn tại vì nhiều quỹ đó khi mà họ đầu tư cho khách hàng họ không thể tiếp cận với lại crypto trực tiếp cho nên họ cần những sản phẩm như là ETF. Có thể là họ cần tiếp cận với lại Chainlink cho nên có một nhu cầu nào đó để dẫn đến là thu mua cổ phần của cái quỹ này dẫn đến trong một thời gian ngắn cái quỹ này đã có cái premium nghĩa là cái mức giá còn cao hơn cả giá của đồng link trên thị trường trong khi giá đồng liên trên thị trường đã tăng trong thời gian gần đây các bạn. Đây là một dấu hiệu cho thấy được là cũng có tổ chức nào đó cũng đang rất là có hứng thú để mà tiếp cận với đại Chainlink. Rất nhiều những cái thông tin phấn khởi đúng không các bạn? Chúng ta cũng có những thông tin như là ngân hàng Standard Charter và ngân hàng SBI Holdings. Họ đã nói là họ cam kết đầu tư 100 triệu đô la vào các công ty khởi nghiệp. Các bạn đã thấy được là năm ngoái á, và ngay cả nửa năm nay thì nói chung kêu gọi vốn trong thị trường này đó là cực kỳ khó khăn. Thị trường này đó nó thay đổi nhanh chóng lắm các bạn. Giống như là lúc mà chúng ta thấy là mọi thứ cực kỳ sôi động đó, thì các bạn kêu gọi vốn có thể là dự án đó không có phải là dự án gọi là quá xuất sắc gì nhưng mà cũng có thể kêu được uh, mấy chục triệu hay là cả trăm triệu đô la vốn trong khi mà trong thời gian khó khăn để các bạn thấy được kiếm được năm mười triệu đô la để tiếp tục sống sót qua mùa đông crypto cũng đã là một sự khó khăn rồi. Nhưng mà chúng ta đã thấy thị trường đã ấm lại. Standard Charter và SP Holdings đó là họ cam kết 100 triệu đô la đầu tư vào những công ty khởi nghiệp. Chúng ta thấy được là SC Venture, đây là đơn vị của ngân hàng Standard Charter cùng với SP Holdings đó. Đây là một tập đoàn tài chính Nhật Bản đã thông báo là họ sẽ hợp tác với nhau thành lập một cái quỹ đầu tư tiền điện tử và sau đó họ sẽ dùng tiền để mà đầu tư vào các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực như là tài chính vi tập trung token hóa cơ sở hạ tầng, thanh toán và Metaverse. Chúng ta bây giờ hãy quay lại với lại Bitcoin Spot ETF đi. Lý do tại sao mà Ethereum tăng thì không cần phải nói quá nhiều rồi các bạn. Chúng ta cũng đã biết lý do tại sao mà Ethereum tăng trưởng. Khi có tin tức liên quan tới Ethereum ETF cũng là lý do tại sao Bitcoin tăng trưởng khi mà BlackRock để đơn để có Bitcoin Spot ETF. Thì bây giờ đó thông tin tới đâu rồi các bạn? BlackRock ngày hôm nay đó thì ở trên đài truyền hình Fox News thì chúng ta đã thấy được là họ đã công bố là họ rất là có lòng tin là SEC sẽ chấp thuận quỹ spot Bitcoin ETF của họ vào tháng 1 và khác với lại những cái công ty mà họ đứng bên ngoài rồi họ suy đoán là khả năng bao nhiêu như là Bloomberg các bạn, BlackRock nếu như họ đã nói là họ có lòng tin thì đương nhiên họ cũng đã có nói chuyện với lại SCC rồi. Chúng ta chỉ hy vọng là như vậy các bạn, tại vì BlackRock rất có lòng tin, cho nên nếu như mà bị từ chối đó thì đó là một điều bất thường. À, thì lúc đó chúng ta thấy là chuyện lớn sẽ xảy ra, tôi nghĩ là những công ty này đã sẽ đệ đơn để mà kiện SCC. Nếu như mà SCC không cho một lý do chính đáng các bạn thì đó là cái lòng tin từ BlackRock và BlackRock cũng đã nói đó là cho dù là được thông qua đó thì có khả năng là chúng ta sẽ thấy là giao dịch cây quỹ Bitcoin Spot ETF này đã phải đợi tới năm sau có thể là khoảng chừng là quý 1 tháng 2 tháng 3 gì đó. Lý do là tại vì chúng ta sẽ có hai cái gọi là chấp thuận. Thứ nhất đó là SEC chấp thuận sản phẩm Bitcoin Spot ETF Thứ nhì là SEC chấp thuận những cái chi tiết đề xuất đến từ BlackRock thì mới đầu chúng ta sẽ nhận được cái sự chấp thuận là ok, Bitcoin Spot ETF sẽ được thông qua rồi sau đó đó giữa BlackRock và SEC họ sẽ cùng nhau ngồi xuống để bàn về chi tiết và điều này có thể tốn một thời gian và có thể phải đợi tới là đầu năm sau thì cho dù được thông qua năm nay đi nữa đó, năm sau mới bắt đầu giao dịch các bạn và những quỹ còn lại cũng tương tự như vậy thì cái này chúng ta cũng đã từng nói tới rồi sẽ không có phải giao dịch ngay lập tức đâu tại vì những công ty này họ phải phải có sự chuẩn bị các bạn rồi họ phải có chiến lược quảng cáo họ phải có chiến lược để mà train những cái nhân viên của họ làm sao để mà bán những cái sản phẩm này vân vân nhưng mà được thông qua mới là điều quan trọng nhất chúng ta vẫn đang chờ đợi thông tin đó và đối với là những gì mà thường chia sẻ gần đây đó chúng ta đã biết là Bloomberg, JP Morgan những công ty phố Wall cực kỳ có lòng tin rất là cao khả năng nào cũng có các bạn nhưng mà họ nghiêng về là sẽ được thông qua thì thường cũng hỏi cộng đồng thuần capital là các bạn nghĩ sao và trên Twitter, trên Telegram, trên Youtube các bạn đều có suy nghĩ tương tự các bạn thấy được phần lớn các bạn hơn phần nửa đó nghĩ là Bitcoin Spot ETF sẽ được duyệt khoảng chừng 1 phần 3 nghĩ là sẽ bị từ chối và phần còn lại là không quan tâm thật ra không quan tâm cũng đúng thôi các bạn Nh nhưng mà nào mà đầu tư dài hạn trung bình giá đó thì thực sự Bitcoin Spot ETF có hay không có không quan trọng đó chỉ là một phần của lịch sử Bitcoin mà thôi các bạn có nghĩ đi Bitcoin trong vòng bao nhiêu năm qua tăng trưởng cũng đâu cần phải có Bitcoin Spot ETF đâu và các bạn có thể nhìn thấy được trên màn hình Hình ở đây là kết quả của Telegram thì Telegram cũng tương tự và chúng ta nhìn thấy được là kết quả ở trên YouTube thì cũng tương tự luôn các bạn phần lỡ nghĩ là sẽ được duyệt cái này đó cực kỳ thú vị tại vì cái này nó khác với lại khi các bạn lướt những comment. Khi mà các bạn lướt những comment liên quan tới Bitcoin Spot ETF trên những mạng xã hội đó thì các bạn thấy là phần lớn mong Bitcoin Spot ETF không được duyệt. Ít ra nó phản ảnh cho những comment đó nhưng mà khi bỏ phiếu đó thì phần lớn nghĩ là sẽ được duyệt. Thì nó có cái sự khác nhau giữa phần lớn các bạn nghĩ sao và phần lớn các bạn comment như thế nào. Và điều tương tự thường cảm thấy xảy ra mỗi lần mà Fed hợp phần lớn hy vọng là Fed tăng lãi suất. Điều này nói lên được gì các bạn? mọi người đều nghĩ mình là thiểu số vì thì ai mới là số đông thì thuận đặt ra câu hỏi này đó thường cảm thấy được là chúng ta đang ở trong một cái thời điểm mà nhiều bạn có thể là một tích lũy nhưng mà chưa tích lũy đủ trong thời gian qua thứ hai nữa là nhiều bạn có thể còn đang lo lắng cho nên vẫn còn lưu trữ tiền mặt mà chưa có thực sự là thu mua crypto nhưng mà lại đứng bên ngoài nhìn giá cả tăng lên và cũng có nhiều bạn đã thu mua bây giờ đang có lời nhưng mà không biết có nên bán hay là chưa cho nên đối với những thông tin như là Fed còn tăng lãi suất nữa hay là không hay là Bitcoin Spot ETF có được thông qua hay không đó thì tùy theo là vị thế như thế nào có thể sẽ có những suy nghĩ và kỳ vọng khác nhau cái nào cũng có thể xảy ra các bạn nhưng mà thuận muốn các bạn nghĩ như thế này nếu như các bạn đang mong chờ thì các bạn đang mong chờ điều gì và nếu như mà điều đó không trở nên thực, thực thì các bạn sẽ có quyết định gì nếu như các bạn kỳ vọng thì các bạn đang kỳ vọng điều gì và nếu như điều đó không xảy ra thì các bạn sẽ có hành động ra sao chúng ta không thể quản lý được là Fed sẽ làm gì chúng ta không thể quản lý được SEC sẽ làm gì chúng ta chỉ có thể quản lý được là chúng ta sẽ có phản ứng gì khi mà chúng ta nhận được thông tin mà thôi đó là điều rất là quan trọng thị trường nó lúc nào cũng sẽ cho chúng ta rất là nhiều cơ hội các bạn và đối với lại một số bạn đang nghĩ là thị trường này chúng ta sẽ không đi thắng được đâu thị trường này là một thị trường mà được vận hành bởi cá voi nhà tạo lập thị trường cái đó cũng không hẳn là đúng đâu các bạn các bạn có nghĩ đi thị trường cho chúng ta rất rất nhiều cơ hội bao nhiêu năm qua không những là thị trường crypto các bạn mà ngay cả chứng khoán ngay cả bất động sản cho chúng ta rất nhiều cơ hội các bạn có nghĩ đi thị trường cho chúng ta cơ hội để mà các bạn có thể chốt lời kiếm được lợi nhuận từ giữa năm 2020 cho đến hết năm 2021 các bạn một năm rưỡi thị trường tăng trưởng cho chúng ta rất nhiều cơ hội để mà kiếm được lợi nhuận và chốt lời thị trường cũng cho các bạn rất nhiều cơ hội từ năm ngoái cho tới khoảng chừng là đầu năm nay các bạn hầu như là hơn một năm cho các bạn cơ hội để mà tích lũy ở những cái mức giá thấp thị trường lúc nào cũng cho chúng ta rất nhiều cơ hội quan trọng là các bạn có nắm bắt được hay là không và mỗi người đều có mọi vị thế và thường cảm thấy được là có một số bạn đã hay nói là đâu có dạy gì mà đi mua bây giờ đâu mua bây giờ chẳng khác gì là người ta xả vô đầu của mình thật ra suy nghĩ đó nó cũng không hoàn toàn đúng đâu các bạn tại vì lúc nào các bạn mua cũng sẽ có người bán các bạn tại vì nếu như người ta không bán các bạn làm sao mua được cho nên lúc nào cũng vậy... thị trường sẽ luôn vận hành có người mua và người bán và người mua có lý do của họ Người bán có lý do của họ Lúc nào cũng như vậy các bạn Có thể là nhiều bạn nghĩ là nếu như mà không mua Ở những lúc mà dưới 20.000 đô Thì bây giờ đó có thể đã quá trễ Hay là Bitcoin Nếu như mà nói tăng lên tới 100.000 đô 200.000 đô thì lúc đó bán cho ai Đâu có ai mà để giá tăng lên như vậy Tại lúc đó có ai mua đâu Thật ra đó chỉ là những quan điểm cá nhân mà thôi các bạn Tại vì đến cuối cùng đó thì các bạn thấy Là có rất nhiều người khi mà Bitcoin một đô la họ cảm thấy là quá nguy hiểm 100 đô la họ cảm thấy là quá nguy hiểm một ngàn đô la họ cảm thấy là vẫn còn quá nguy hiểm nhưng mà khi mà chúng ta thấy bitcoin lên tới khoảng chừng là ba mươi ngàn bốn mươi ngàn năm mươi ngàn thì họ sẽ cảm thấy là an toàn hơn và cũng có những nhà đầu tư lớn họ cảm thấy được là khi nào mà có luật hay là khi nào mà có bitcoin smart etf rồi đó thì bitcoin an toàn hơn nhiều và lúc đó họ sẽ mua cho dù giá cao hơn nhiều so với bây giờ họ vẫn cảm thấy đó là cái thời điểm tốt hơn là bây giờ tại vì mỗi người đều có một vị thế và họ có thời gian đầu tư khác nhau và lý do đầu tư khác nhau có thể là họ đầu tư để mà đa dạng hóa họ không tính đến chuyện bán có thể là nhiều nhiều năm sau điều mình thường muốn nói với các bạn là thị trường sẽ luôn liên tục liên tục vận hành và chu kỳ sẽ liên tục lặp lại các bạn cho dù những cái thị trường khác cũng sẽ là như vậy mà thôi chúng ta có thể thấy được là chứng khoán bao nhiêu năm qua cũng lặp gặp lại các bạn có thấy là khi mà thuận còn trẻ đó lúc đó chúng ta có bong bóng dot com thì biết bao nhiêu người à, nói là chúng ta sẽ rút được rất nhiều kinh nghiệm từ bong bóng dot com và sẽ không có bóng tài chính nữa các bạn thấy được là chỉ 8 năm sau thôi là có bong bóng bất động sản các bạn. Rồi chúng ta lại sẽ thấy có một bong bóng nữa và một bong bóng nữa tại vì không ai biết được tương lai như một điều chúng ta có thể chắc chắn đó chính là thị trường sẽ luôn vận hành bởi lòng tham và sự sợ hãi điều quan trọng là các bạn có biết mình nên làm gì hay là không mà thôi. Và thị trường khởi sắc nó không chỉ riêng là những hàng nào mà đang trong chờ giá tăng giống như nhiều bạn nói là cuối cùng đã về bờ rồi. Nhưng mà nhiều công ty như là công ty Galaxy họ cũng rất là vui các bạn, tại vì trong vòng mấy cái quý vừa rồi đó họ toàn bị lỗ không. Tại vì cái nhu cầu để mà mua bán crypto không có cao. Cũng như là công ty Galaxy của Manubrat thì cái quý ba họ đã thống kê là lỗ 94 triệu đô la các bạn. Nhưng mà trong tháng 10 này thôi đó thì họ nói là họ đã có lời là 24 triệu rồi chỉ trong một tháng 10 mà thôi. Thị trường nóng lại đó không chỉ riêng là nhiều bạn ho lời vui mà nhiều công ty cũng rất là vui các bạn. Tại vì nếu tiếp tục như vậy đó nhiều công ty sẽ không chịu nổi nhưng mà chúng ta thấy là chúng ta đã trải qua một năm 2022 cực kỳ tệ. Nếu như mà các bạn thật sự nghĩ là chúng ta chưa thấy đấy đó thì phải có một cái gì đó tại hơn cái FTX sẽ xảy ra dẫn đến giá có thể giảm xuống nhiều như vậy các bạn tại vì giá đã tăng hơn 100% từ từ năm cho tới bây giờ rồi chúng ta nói riêng về Bitcoin. Và giá tăng đó, các bạn thấy được là MicroStrategy thì đương nhiên cũng rất là vui tại vì cái số limit không mà họ lưu trữ bây giờ đó đã có lời là 1.2 tỷ đô la các bạn, 1.2 đô la đang có lời hiện tại. Tôi nghĩ là những người mà cười Microcycle là bây giờ cũng không còn mấy người đâu. Nhưng mà giá tăng không vài cũng vui và thật ra đó các bạn thấy được là cái giá di chuyển gần đây đã khiến cho rất nhiều lệnh đòn bẩy bị thanh lý. Chúng ta có thể nhìn thấy được đây là biểu đồ tính theo giờ các bạn mỗi thanh này là một giờ và màu xanh lá cây đó là những lình lon về thanh lý và màu đỏ là những lình short về thanh lý hồi sáng này thôi đó cái sự tăng lên tới gần 38 mươi tám rồi giảm xuống 35 mươi các bạn nhìn thấy được là trong khoảng thời gian 3 tiếng đồng hồ thôi các bạn có thể nhìn thấy được giống như là cái thời điểm này là 6 giờ sáng dựa theo biểu đồ này đó chúng ta nhìn thấy được là có 60 triệu đô la lình short về thanh lý một giờ sau đó đó cái số lượng lon và short đó thì gần như bằng nhau các bạn 22 triệu lình short và

và một giờ sau đó các bạn thấy được là có tới 144 triệu linh đòn về thanh lý và 20 triệu so shop thanh lý và cộng lại trong vòng 3 giờ thôi đây đã có khoảng chừng là 250 260 triệu đô la lệnh đòn 7 thanh lý rồi và chúng ta thấy được là con số đó đó là con số rất là cao tuy là trong vòng một ngày qua đó, các bạn thấy được là tổng số lệnh bị thanh lý là 445 triệu thì không phải là nhiều nhiều là hơn 1 tỷ đô la thì con số này không phải là nhiều nhưng mà trong thời gian ngắn mà có hơn 250 triệu đô la lệnh bị thanh lý là không hề nhỏ đó các bạn, cho nên các bạn cũng nên cẩn thận. Rất nhiều bạn thích uh, sử dụng đòn bẩy, cái đó là mỗi bạn có một cái suy nghĩ mà thôi. Đối với thường ra thì đòn bẩy nó cũng giống như các bạn cầm cây búa. Cây búa có thể giúp các bạn đóng đinh được, nhưng mà nếu các bạn không biết sử dụng, nơi các bạn hoàn toàn có thể đóng vào ngón tay của mình và sẽ rất là đau. Nhưng mà đối với lại cái số lệnh bị thanh lý này là chúng ta có thể nhìn một số tài liệu on-chain để thường chia sẻ với các bạn để các bạn nắm bắt được. Thì các bạn đã thấy được đây là cái biểu đồ gọi là Bitcoin Open Interest là những cái lệnh futures trên những sàn lớn. Thì các bạn có thể nhìn thấy được cái đường màu xanh dương này đại diện cho những cái lệnh đòn bẩy. Thì các bạn đã thấy những lệnh đòn bẩy đó đã tăng rất là nhanh từ ngày 8 tháng 11. Nghĩa là cách đây khoảng chừng là một ngày các bạn. Nhiều lệnh đòn bẩy xuất hiện sau đó đã bị thanh lý cùng một lúc. Bây giờ đó số lệnh Đồng 7 đã trả lại khoảng chừng là đầu tháng 11 Và các bạn thấy được là trong một thời gian dài giống như là từ cuối tháng 10 tới bây giờ đó Thì lệnh đồng 7 đã trả về cái thời điểm đó rồi các bạn Nghĩa là rất nhiều lệnh đã bị thanh lý trong vòng một ngày qua Và chúng ta có thể nhìn thêm một biểu đồ nữa Đây là thông tin liên quan đến lệnh đồng 7 Nhưng mà hồi nãy chúng ta nói là bao nhiêu lệnh Chúng ta bây giờ nói tới những lệnh đó đã sử dụng phần trăm đồng 7 nhiều hay là không Thì đương nhiên chúng ta đã thấy là cái đường màu xanh dương này á thì nó đã không có cao như là cái thời điểm của năm 2022 các bạn hồi tháng 10 đó lúc đó rất nhiều lệnh đòn bẩy sử dụng cái phần trăm đồng bảy rất là cao bây giờ đã thấp hơn các bạn mà đương nhiên chúng ta đã thấy được là gần đây đó cũng tương tự như là cái số lệnh đòn bảy à, cũng đã tăng lên thì cái phần trăm sử dụng lệnh đòn bảy cũng tăng lên và thường đến đây cũng là một cái gì đó cho các bạn thấy là thị trường đã lạc quan hơn có thể là nhiều người đã tự tin hơn là giá sẽ chắc chắn là tăng hay là chắc chắn là giảm dẫn đến là sử dụng lệnh đòn bảy cao hơn là bình thường dẫn đến là chúng ta thấy là sau khi bị thanh lý đó cái phần trăm đòn bẩy cũng đã trả trở về bây giờ mức uh, rất là thấp các bạn để thường zoom ra để các bạn thấy được là cái phần trăm đòn bẩy bây giờ đã đã trả trở về giống như là hồi uh, tháng 10 của năm nay cách đây khoảng chừng 2 tuần nghĩa là đối với lại thị trường futures á, thì lệnh tăng lên rồi bị thanh lý các bạn bây giờ đã trả trở về giống như là trước khi có sự tăng trưởng của những cái lệnh đó Chúng ta nói tới cái số lượng Bitcoin trên sàn thì sao? Gần đây giá tăng thì có thấy nhiều Bitcoin gỡ lên trên sàn hay là không? Tại vì đó là dấu hiệu của chốt lời các bạn. Nhưng mà ngược lại đó các bạn thấy được là không những là không thấy Bitcoin gỡ lên trên sàn mà ngược lại chúng ta còn thấy được là từ ngày 5 tháng 11 tới bây giờ đó thì cái số lượng Bitcoin rời khỏi sàn nó lại càng tăng tốc hơn nữa. Nghĩa là chúng ta không thấy dấu hiệu nhiều người chốt lời hiện tại cũng có nhưng mà không có nhiều các bạn. Giống như, như các bạn thấy được là từ ngày 8 thì ngày 9 thì có một số Bitcoin nhỏ gửi vào. Nói chung thì cũng không có hay hứng gì đối với xu hướng liên tục bịch Bitcoin rời khỏi sàn chúng ta có thể nhìn thấy tài liệu tương tự đó về Ethereum thì Ethereum khác biệt không một chút các bạn Ethereum đó thì từ thời điểm tháng 9 cho tới bây giờ cái số lượng Ethereum trên sàn hầu như là không có thay đổi Bitcoin thì ngược lại Bitcoin thì chúng ta thấy là Bitcoin rời khỏi sàn và rời khỏi tại vì sao các bạn đây là dấu hiệu của tích lũy có thể là nhiều người họ thu mua rồi họ đem về ví cá nhân của mình ví lạnh của mình hay là có thể tổ chức đầu tư họ lấy Bitcoin từ sàn về ví của họ để chuẩn bị có Bitcoin Spot ETF cũng có thể. Chúng ta chỉ biết là đối với Ether đó thì số lượng cũng không thay đổi với cái sự tăng giá gần đây. Nhưng mà ngược lại đối với lại Bitcoin đó thì Bitcoin lại có dấu hiệu rời khỏi nhanh trong thời gian mấy ngày qua. Còn về cái thông tin liên quan tới ai đang bán hiện tại đó thì chúng ta thường sẽ nhìn vào những cái ví của những cái thợ đào. Thì chúng ta sẽ nhìn vào hai cái chỉ số các bạn. Chỉ số đầu tiên đó chính là chỉ số liên quan tới MPI. Hiểu đơn giản đây là cái mức tương đối trung bình 12 tháng qua và nó không có đại diện cho số lượng bitcoin gửi lên trên sàn mà nó đại diện cho là cái số lượng tương đối trung bình trong những 12 tháng qua và chúng ta đơn giản hơn nên nhìn vào những cái đường mà màu xanh này đã đại diện cho chỉ số đó và cái đường chấm chấm màu đỏ này đó mỗi lần mà đường màu xanh chạm vào hay là vượt qua cái dù màu đỏ nghĩa là chúng ta có dấu hiệu là nhiều thợ đào gửi lên trên sàn và đương nhiên gửi lên đó, dấu hiệu là bán các bạn chúng ta thấy được điều này xảy ra rất thường xuyên giống như là từ hồi tháng 6 cho tới tháng 8 các bạn hồi hè đó rất là nhiều thời điểm chúng ta thấy là đường màu xanh này vượt qua đường màu đỏ nghĩa là dấu hiệu thời đào bán rất là nhiều nhưng mà ngược lại bây giờ đây chúng ta có một thời điểm ngắn là ngày 26 tháng 10 nhưng mà sau đó các bạn thấy được là cái đường màu xanh này luôn nằm dưới cái đường chấm chấm màu đỏ và một cái tài liệu nữa đó đây đại diện cho cái số lượng trung bình gửi lên trên những sàn giao dịch đến từ những cái ví của thời đào thì đường màu xanh này đại diện cho chỉ số đó các bạn thấy được cũng không có sự tăng trưởng nói chung là chúng ta cũng không thấy là nhiều công ty đào gửi bitcoin của mình lên trên sàn để mà bán ngay thời điểm hiện tại và cũng nhiều bạn sẽ hỏi thuận đã chia sẻ về cái phần trăm Bitcoin đang có lời bây giờ là bao nhiêu và chúng ta đương nhiên quan tâm đến là khi nào cái đường màu cam này sẽ đi vào cái vùng màu đỏ bên trên. Và chúng ta nhìn thấy được ngay bây giờ thì vẫn chưa. Ngay bây giờ chúng ta đang ở mức là 84.7% số lượng Bitcoin đang có lời dựa theo tài liệu đến từ Classno. Và để đi vào cái vùng màu đỏ bên trên này đó thì chúng ta cần phải có số lượng Bitcoin có lời là lên tới 95% các bạn. Nhưng mà càng tiến tới gần thì khả năng chúng ta càng có nhiều người chốt lời. Bây giờ đó thì là hơn 84% đang có lời hiện tại dựa theo tài liệu đến từ Glassnode các bạn và đương nhiên ngược lại đó đi vào cái dùng màu xanh lá cây bên dưới này là thời điểm tích lũy dài hạn và đó đã xảy ra hồi tháng 11 năm ngoái rồi chúng ta cũng sẽ nhìn vào chỉ số NUPL xem coi chúng ta đang ở cái vùng tâm lý nào thì dựa theo NUPL đó thì chúng ta vẫn đang trong cái đường zoom ra thì các bạn thấy được chúng ta đang nằm ở trong cái dùng màu nâu này các bạn chúng ta đang tiến tới gần cái dùng kế tiếp đó chính là cái dùng màu xanh lá cây dùng màu nâu này là cái dùng gọi là lạc quan optimism và đường màu xanh lá cây này đó chính là cái dùng gọi là belief của lòng tin thì chúng ta vẫn chưa đến mức đó nhưng mà chúng ta cũng đã gần qua cái đường màu xanh lá cây rồi càng lên cao đó thì khả năng các bạn sẽ được là chúng ta càng có một đợt điều chỉnh bây giờ thì vẫn chưa nhưng mà cái xu hướng là vẫn tiếp tục tăng các bạn cái hai chỉ số phần trăm có lãi và NUPL Thường còn hai thông tin nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn trước khi mà kết thúc video này. Những bài nào mà đang chờ đợi thông tin đến từ Celsius thì cuối cùng chúng ta cũng đang nhận được thông tin đến từ tòa án. Đó chính là tòa án đã chấp thuận cái đề nghị để mà bồi thường đến từ công ty Celsius. Thì họ sẽ bồi thường tổng cộng là 2 tỷ đô la. Tôi không biết là 2 tỷ đô la này ra có đủ hay là không. Hay là nó đại diện cho bao nhiêu phần trăm. Giống như các bạn có tiền bị giam ở công ty Celsius tại vì họ đã phá sản đó, thì không biết các bạn sẽ lấy được bao nhiêu nhưng mà cái số lượng tiền mà họ có để trả lại là tổng cộng là 2 tỷ cộng với lại họ sẽ mở một công ty mới và những nạn nhân đó sẽ được bồi thường với cổ phần của công ty mới đó và công ty mới này gọi là Newco các bạn thì nghĩ đây là cái tên tạm thời mà thôi tại vì New là công ty mới và Newco là công ty mới các bạn tôi nghĩ họ sẽ thay đổi tên nhưng mà công ty mới này đó thì làm cái gì công ty mới này đó họ sẽ kinh doanh đào Bitcoin và công ty mới này khi mà họ kinh doanh đào Bitcoin có lời thì đương nhiên phần lời đó sẽ trả cho những nạn nhân tại vì những nạn nhân đó sẽ thành cổ đông của công ty và hy vọng là họ kinh doanh có lời và sau thời gian nó sẽ bù đắp được cái phần tiền bị mất mát bởi Celsius và thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn là liên quan tới quanh coin các bạn chúng ta cũng đã biết đây là một cái dự án đã một thời <laughs> làm khuynh động nhiều quốc gia thì sau vài tháng khi mà người sáng lập one coin bị kết án là 20 năm tù vì cáo buộc lừa đảo 3,5 triệu nhà đầu tư và sử dụng tiền cho các khu nghỉ dưỡng năm sao máy bay riêng và du thuyền thì hôm nay đó người đứng đầu bộ phận pháp lý của one coin đã nhận tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền khiến các nhà đầu tư mất hàng tỷ đô la có thể đối mặt với 10 năm án tù các bạn. Nói chung đó, thì chúng ta đã biết là còn một người nữa đó chính là Ruja Iktatova. Đây là người đồng sáng lập OneCoin. Thì người này đã vẫn đang chạy trốn kể từ năm 2017. Cái lần cuối cùng chúng ta biết đó là người này đã đáp chuyến bay tới Hy Lạp và có mặt trong danh sách 10 người bị truy nã gắt gao nhất của FBI. Và FBI cũng đang trao giải thưởng là 250.000 đô la cho những ai cung cấp thông tin do việc bắt giữ thì các bạn đã thấy được là có 3 người chủ chốt hai người bây giờ ra một người đã bị kết án 20 năm tù người còn lại thì đang đối đầu với 10 năm tù còn một người đang lẫn trốn hiện tại và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuần capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Bitget, Binance, Alineax và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn